chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Xem trước cái mâm CNC của NK cho năm 2020 tại thị trường Malaysia chuẩn bị về Việt Nam. Rất nhiều thương hiệu chạy theo nhu cầu cái mâm CNC dành cho các dòng xe hồng, và thương hiệu NK cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, khác với các hiệu khác, cái mâm CNC của hãng NK vẫn chưa có mặt ở Việt Nam và các giới. Kiểu dáng của cái mâm 5 cây cầm đầy thể thao, tương tự như phiên bản của Race Boy đã bị ngừng sản xuất. Nếu ai đam mê phiên bản đó mà giá thành quá cao, thì mình nghĩ có thể hướng cái dòng mâm này để thỏa mãn niềm đam mê có mức giá hợp túi tiền hơn. Cái mâm NK có cái mã là FT511, được sản xuất chế phiên bản là 4 lỗ đĩa trước và 5 lỗ sau, đi cùng rất nhiều phiên bản màu sặc sỡ như đỏ, đen, cam, xanh dương, với những thông số kích thước mâm là 1.40x1.60 dành cho Exeter 1.50. Tuy nhiên có thể chế được cho rất nhiều dòng xe khác nhau. Cái dòng mâm NK cái năm 2020 này hiện chỉ mới bán tại thị trường Malaysia, chưa có nhập khẩu Việt Nam, và giá bán của nó tại nước ta tất nhiên là chưa có những cái chế. Quay dọn khiến người ta xem mãn nhãn với dàn đồ chơi đắt tiền. Thuộc sở một cái bạn tên là Thiện, một cái tên cũng rất quen thuộc anh em chơi xe ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận. Chàng ngày vừa qua, anh chàng này đã tung ra một cái ấn phẩm mới. Nhân vật chính chính là cái chiếc Honda Way được dọn lại như mới, cùng với cái những món đồ chơi ước tính là hơn 70 củ. Đầu tiên, cái cụm tóc đồ nâu đen hay gì gà nhằm cút ngắn hành trình để chiếc xe để bay nhanh hơn. Bên cạnh đó có cụm thắng Rainbow Access được tạo điểm nhấn là ốc kỳ năng, có mức giá là khoảng hơn 1 củ. Phần đuôi ta thắng được bảo vệ bởi lớp cao su chống chạy. Trang bị cho mình cái cụm công tắc hình quýt với đa chạm màu sắc và nhiều nút bấm cho chủ xe tha hồ câu những chức năng mà mình thích. Và ở bản quay độ này đã tích hợp nút đề máy vào cái bộ cụm này rất gọn gàng và tinh tế. Phần cản giữa rậu trước được làm cái bị titan vô cùng công phu. Để sử dụng hai món đồ chơi này, người chơi phải chi ra khoản tiền hơn 3 triệu đồng, một con số không hề nhỏ tí nào. Ở dòng chơi bình, cái dầu heo xám được bấm full ngắt dầu CNC, vừa đâm kiển là ôm đúng cái ốc dầu, không bị uốn kỹ gì khi sử dụng về lâu dài. Ở dòng chơi bình, con heo dầu Rainbow Bliss 2 bít xứng kết hợp cùng đĩa cà phơ KTM tạo nên cái sự sang chảnh, đem lại lực phanh mạnh hơn cho cái chiếc quay độ hôm nay. Cái dàn chân ứng dụng cho mình cái mông của Sunit 125 nên bộ phanh đằng sau được chủ xe thay đổi luôn thành phanh đĩa. Lấy điểm nhấn là có con heo dầu Rainbow Bliss được làm phát xe lên phía trên. Các gác dầu anh em có thể thấy người chủ đã bấm ôm theo cái chân phục vô cùng nổi bật. Hệ thống chia sau ứng dụng cho mình phục ni trình phiên bản lò xo đen vô cùng đẹp với dàn áo, tạo cho chiếc xe cái sự cứng cáp hài hòa. Chân phục còn được trang bị nấm chỉnh giúp người chủ kiểm soát hành trình đèn hộp phục tốt hơn, phù hợp với từng cung đường mà chiếc xe đang lưu thông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.